Thưa quý vị, ngày 14 tháng 10, Công an tỉnh cùng Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh đã tổ chức hội nghị ký kết quy chế phối hợp về công tác bảo đảm an ninh, an toàn hoạt động đầu tư, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tại hội nghị, Đại tá Bùi Văn Thảo, Giám đốc Công an tỉnh và đồng chí Nguyễn Công Vinh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh đã ký kết quy chế phối hợp thực hiện các nội dung, quán triệt thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của Bộ Công an về an ninh trật tự, bảo đảm an ninh, an toàn cho các cơ quan cũng như hoạt động của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh trên địa bàn tỉnh. Triển khai các kế hoạch bảo đảm an ninh chính trị, an ninh kinh tế, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, trao đổi thông tin, tình hình về những vụ việc có dấu hiệu xâm phạm an ninh, an toàn, phá hoại, lộ lọt bí mật nhà nước, phối hợp nghiên cứu phát hiện những sơ hở thiếu sót trong thực hiện công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực đăng ký kinh doanh và thu hút đầu tư để kịp thời tham mưu tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh có giải pháp phù hợp.